Ok, chào tất cả anh em nhé. Lại đến với clip tiếp theo của mình. Trong cái clip này, mình lại nói về Phương Ngọc Luyến và Lam OK. Lam OK và Phương Ngọc Luyến là đôi uyên ương. Lúc nào Phương Ngọc Luyến chả nhắc đến Lam OK suốt. Ngày nào cũng nhắc. Chỉ nhóm mỗi Lam OK. Khi mà nghe biết tin mà Lam OK mất thì Phương Ngọc Luyến trầm trồ khóc nức nở suốt đêm không ngủ. Vậy tại sao? Bởi vì là Phương Ngọc Luyến là vợ của Lam OK thì Phương Ngọc Luyến rất là yêu Nam OK. Thật sự khi mà biết Nam OK mất ấy, thì Phương Ngọc Luyến khóc cạn nước mắt không nói lên lời nào luôn. Đó. Thì nói chung là cái vấn đề này cũng dễ hiểu thôi. Thì rất chi là nhiều người đặt ra câu hỏi Phương Ngọc Luyến đã từng làm những cái video cà khịa Nam OK lúc chưa mất, nói định đấy chính là một OK, không phải người yêu. Một người yêu là người khác cơ. Thế nhưng mà trong mắt của Phương Ngọc Luyến luôn có Nam OK. Vì Nam OK thì Phương Ngọc Luyến coi Nam OK là tất cả. Nhưng mà bây giờ thì Nam OK mất rồi. Thì bây giờ Luyến coi đấy là coi như là chuyện kỷ niệm ngày xưa thôi. Còn bây giờ Phương Ngọc Luyến là chi là vẫn ở vậy. Cái trước khi mà Phương Ngọc Luyến nghe tin mà Lam OK gặp tai nạn tại Bắc Ninh ấy, thì Phương Ngọc Luyến không nói lên một lời nào, nghẹn lời. Cho nên là vấn đề nhiều người hỏi, đưa ra giải đáp hỏi Lam OK yêu Phương Ngọc Luyến nhiều không? Chắc chắn là có rồi đúng không? Thì bây giờ thì và sau này mình không biết, mình chỉ biết hiện tại thôi. OK nha, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nhá. Đấy, mình chỉ cập nhật cho mọi người video của Lam OK và Phương Ngọc Luyến yêu nhau sâu đậm như thế nào. Đấy, tại sao lý do duyên số nó lại họ lại không đến được với nhau? Bởi vì cái đấy là nhân duyên thôi, do trời sắp đặt, số trời định thôi. Kiếp nhân duyên do trời, do cái số số ông trời. Thì nói chung là cái gì nó cũng đều có nhân đức nhân ấy của mình. Như Lam OK và Phương Ngọc Luyến tính ra là cũng hợp đôi đấy chứ, rất chi là hợp đôi. Đã. Do con người Phương Ngọc Luyến thì nói chung là rất là yêu Lam OK thật sự. Đấy, nói chung là Phương Ngọc Luyến thường hay nhắc đến Lam OK hiện tại. Ngày nào cũng gọi là ôn lại những kỷ niệm cùng với Lam OK. OK nha, mọi người nhớ like, subscribe và đăng ký chia sẻ cho mình nha. Nhớ đừng quên ấn đăng ký và like, subscribe, chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.